Chào các bạn, mình là Giang, huấn luyện viên của Small Gym. Đầu tiên thì phải xin lỗi các bạn về vấn đề âm thanh ở clip trước. Bọn mình sẽ cố gắng khắc phục ở các clip tới. Ở clip trước chúng ta đã nói qua về giải phẫu cơ xô và cách cơ xô hoạt động trong bài deadlift. Thì ở clip này chúng ta sẽ đi chi tiết hơn một chút về cơ xô và cách làm thế nào để cơ xô hoạt động hiệu quả nhất để tạo ra được một bộ lưng rộng. Và bắt đầu thôi. Không phải đâu em ạ, mà phải là biết chứ. Đầu tiên để hiểu cơ xô hoạt động như nào thì chúng ta cùng đi qua giải phẫu của cơ xô. Ở đây sẽ có một cái hình cho các bạn dễ tưởng tượng, nó sẽ nằm ở đây. Cơ xô là cơ nối từ nách xuống eo, tạo độ rộng cho lưng. Cụ thể, nguyên ủy của cơ xô chạy dài từ mỏm gai các đốt sống T7 đến L5 và đến mào trọng và bám tận ở xương cánh tay. Như vậy, các sợi cơ của cơ xô sẽ trụm lại tạo thành kiểu hình cánh quạt, nên hướng kéo của sợi cơ ở phía trên sẽ khác ở phía dưới. Xét theo hướng kéo của sợi cơ thì ta có thể chia cơ xô ra làm 3 phần: phần trên, phần giữa và phần dưới. Phần xô dưới chúng ta nói tới ở đây là phần có nguyên ủy các đốt sống từ L4 đến L5 cho tới mào trọng. Có thể thấy đây là phần khó cảm nhận nhất của cơ xô nhưng lại tạo được độ rộng nhiều nhất cho lưng. Vì vậy ta sẽ ưu tiên tập phần này để đảm bảo có lưng chữ V nhanh nhất. Cả ba phần của cơ xô đều có chức năng chung là duỗi cánh tay, ép cánh tay sát người, xoay xương cánh tay vào trong và hạ bả vai. Ngoài ra cơ xô còn hỗ trợ chuyển động xoay người và nghiêng người sang bên. Trong các chuyển động này ta sẽ tập trung vào 3 chuyển động chính là duỗi cánh tay, ép cánh tay và hạ bả vai. Với chuyển động duỗi cánh tay, cơ xô sẽ bị giãn căng nhất ở góc 180 độ. Ở vị trí này nếu có thêm áp lực lên cơ thì cơ vẫn nhận kích thích để phát triển cơ bắp, như ở vị trí kết thúc của chuyển động bài pull up. Tuy nhiên, kích thích này không mạnh bằng khi cơ có thể phát lực. Để cơ xô có thể phát lực, cánh tay cần xuống góc khoảng 120 độ và cơ sẽ co hết cỡ tại vị trí 0 độ. Khi đi qua vị trí 0 độ thì cơ xô không còn đóng góp quá nhiều vào chuyển động nữa mà nhường chỗ cho cơ tròn lớn và vai sau. Trong khoảng 120 độ đến 0 độ thì 3 phần của cơ xô sẽ luôn được phát lực. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất sẽ chuyển từ phần xô dưới ở nửa đầu của động tác sang phần xô trên ở nửa sau của động tác. Cụ thể, sợi cơ có tiềm năng phát lực lớn nhất khi nó được đặt vào vị trí có lợi về mặt cơ học. Với trường hợp của cơ xô thì đó là khi sợi cơ vuông góc với xương cánh tay. Ta sẽ xét động tác duỗi cánh tay từ góc 120 độ với phần xô dưới. Các sợi cơ nằm dọc hơn so với cơ thể nên sẽ tạo với cánh tay một góc gần vuông góc hơn các sợi cơ xô giữa và trên trong nửa đầu của động tác. Đến khoảng góc 60 độ trở xuống, tùy vào cơ xô của bạn có điểm đặt cao hay thấp thì các sợi cơ xô giữa sẽ vuông góc hơn và chiếm ưu thế hơn. Và đến gần góc 0 độ thì các sợi cơ xô trên sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn, nhưng cũng tùy vào cơ xô của bạn có điểm đặt cao hay thấp. Ở đây sẽ lại có một cái hình cho các bạn dễ tưởng tượng hai kiểu hình. Với những người xô thấp thì phần xô dưới nằm dọc hơn nên sẽ dễ dàng tạo với xương cánh tay một góc vuông sớm hơn. Cơ xô sẽ phát lực hiệu quả sớm hơn ở pha đầu của động tác. Như vậy, tập các bài kéo dọc như pull up hay là lat pull down sẽ dùng các sợi cơ này nhiều hơn. Ngược lại, với những người xô cao thì phải kéo tay đến gần người thì mới tạo với cánh tay một góc vuông, lúc đấy mới huy động tối đa các sợi cơ xô dưới. Vì vậy cần tập thêm cả các bài kéo row kết hợp với kéo dọc. Ngoài ra cơ xô còn tham gia vào chuyển động nghiêng người. Vì nguyên ủy bám vào mào chậu nên khi ta nghiêng người, phần cơ này sẽ co để cánh tay có thể tiến gần đến xương chậu hơn. Chuyển động này có biên độ khá nhỏ, phát lực không nhiều, nhưng có thể giúp cảm nhận cơ ở pha co nhất của chuyển động, nên vẫn đáng được quan tâm. Rồi, ok, trên là cách cơ xô hoạt động hiệu quả nhất và giờ chúng ta cùng đi qua một số bài tập cụ thể. Sau khi đã biết được chức năng của cơ xô và cụ thể hơn là cách chuyển động để ăn vào cơ xô dưới, ta có thể chọn các bài tập để huy động tối đa các sợi cơ ở phần này. Các tiêu chí để chọn bài tập là: thứ nhất, cánh tay được đưa ra trước ở góc 120 độ đến 60 độ. Thứ hai, cơ được giãn mà vẫn phải chịu áp lực. Thứ ba, cảm nhận cơ tốt suốt bài tập. Lý do ta muốn ưu tiên các bài tập giãn được cơ xô là do mối quan hệ giữa độ dài cơ bắp và khả năng sinh lực của cơ. Nếu xét riêng khả năng một đơn vị tơ cơ thì tơ cơ đấy sinh lực lớn nhất ở độ dài của cơ ở trạng thái nghỉ. Hiểu đơn giản thì một tơ cơ giãn hết cỡ sẽ phát lực kém nhất, song càng co về độ dài gốc thì phát lực càng mạnh. Nhưng đến khi co ngắn hơn độ dài gốc thì phát lực lại càng yếu dần. Quay trở lại với cơ xô, ở khoảng 60 đến 120 độ thì cơ xô được giãn vừa phải và sẽ phát lực tốt nhất, nên có thể huy động nhiều đơn vị cơ bắp nhất. Tiếp theo,
Ta sẽ muốn giữ khớp vai di chuyển ở mặt phẳng trước và sau, hạ bả vai và ép sát cánh tay vào người để khiến các cơ khác bị bất lợi về mặt cơ học, nhường chỗ cho cơ xô làm cơ phát lực chính. Bạn sẽ biết cơ xô của mình đang là cơ phát lực chính khi cảm nhận được cơ xuyên suốt các bài tập. Ok, thì từ các tiêu chí trên, chúng ta có thể chọn một số các bài tập để ăn vào cơ xô dưới. Thì bài đầu tiên sẽ là One Arm Lat Pull Down. Thì ở bài này chúng ta sẽ giữ cánh tay ở góc 120 độ, kéo về góc 0 độ và kéo khuỷu về phía hông và hơi nghiêng người để tăng cảm nhận cơ cũng như co cơ. Thì bài thứ hai sẽ là Standing Lat Pull Down. Chúng ta sẽ set up vị trí cáp cao một chút, giữ cánh tay ở góc 120 độ, kéo hai cùi chỏ ở phía hông và hơi ưỡn cột sống để không dùng bụng ăn gian. Bài thứ ba sẽ là Lat for Curl Cable Row. Thì bài này sẽ khác bài Cable Row bình thường ở một chỗ là chúng ta sẽ hơi nghiêng người phía trước và cuộn cột sống lại. Kéo hai cùi chỏ về phía hông. Sẽ hạn chế việc ép bả vai, thay vào đó chúng ta sẽ hạ bả vai. Bài cuối cùng chúng ta sẽ là Close Grip Lat Pull Down. Thì bài này chúng ta sẽ sử dụng tay cầm hẹp. Ở vị trí setup chúng ta sẽ vẫn hơi nghiêng người để cánh tay với thân người lại tạo một góc khoảng 120 độ. Sau đó kéo khuỷu về phía hông. Ở vị trí kết thúc của động tác chúng ta sẽ hơi ngả người về phía sau. Và vừa qua chúng ta đi qua một số các bài tập. Và để chắc chắn các bài tập trên ăn vào cơ xô, ta cần lưu ý hai yếu tố là cảm nhận cơ và các cơ hỗ trợ. Đầu tiên là cảm nhận cơ. Với các bài tập trên thì ta sử dụng chúng như các bài tập hỗ trợ. Vì vậy cần ưu tiên cảm nhận trong suốt động tác, vì đấy là cách tốt nhất để bạn biết chắc rằng mình đang phát lực từ chính cơ xô. Thường thì nếu thực hiện theo các hướng dẫn trên, bạn có thể cảm nhận cơ xô tốt rồi. Nhưng nếu cần thì bạn có thể điều chỉnh lại vị trí tay và thân người sao cho cảm nhận cơ tốt hơn. Tiếp đến là các cơ hỗ trợ. Khi bạn tập đến cuối set mà cơ khiến các bạn không thể tập thêm được nữa là cơ khác, không phải cơ xô, thì set đấy sẽ không tính là tối ưu cho cơ xô. Để khắc phục điều này, bạn cần chỉnh lại kỹ thuật của mình hoặc áp dụng chiến thuật vắt kiệt sức trước set tập để cơ xô trở thành yếu tố giới hạn của set tập. Để tích hợp các bài tập trên vào chương trình tập thì có thể theo một trong hai hướng tập là tập chúng ở đầu buổi hoặc cuối buổi. Nếu bạn tập các bài bổ trợ để ăn vào cơ xô trước rồi mới tập các bài compound tạ nặng thì sẽ trở thành cơ chế vắt kiệt sức trước set tập. Đó là khi bạn tập cô lập một nhóm cơ trước rồi mới tập các bài compound để biến các nhóm cơ đó trở thành yếu tố giới hạn của bài compound. Ví dụ với một buổi tập pull như này. Việc tập lat pull down ở đầu buổi sẽ làm xô của bạn bị mỏi đi đáng kể nên hai bài compound sau sẽ bị giảm tạ. Nhưng bù lại trong hai bài đó cơ xô của bạn sẽ bị mỏi sớm nhất và được kích thích nhiều nhất. Hậu quả là cơ xô sẽ lớn nhanh hơn các cơ ở lưng khác, đúng theo mục tiêu của chương trình tập ưu tiên xô. Còn nếu tập theo cách thông thường là compound nặng trước bổ trợ sau thì sẽ phát triển sức mạnh của các bài compound tốt hơn. Tuy nhiên, việc đặt bài bổ trợ xô ở cuối buổi có thể khiến bạn không huy động được hết các sợi cơ do yếu tố tích lũy từ các bài tập trước. Ví dụ như hệ thần kinh trung ương kiệt sức, sức bền hiếu khí, khả năng chịu đau giảm hoặc các cơ hỗ trợ bị mỏi trước. Ví dụ một buổi tập pull max 753 theo cách như này. Tuy nhiên, lợi thế cách tập này là cơ xô chắc chắn đạt ngưỡng thất bại ở bài bổ trợ do đã được kích thích khá từ compound. Vì vậy, nếu tập đúng cách thì sẽ huy động nhiều sợi cơ nhất. Với đa số người tập luyện thì nên tập cơ xô từ 2 lần một tuần. Đối với người đã có khá khối lượng cơ bắp, để ưu tiên cho nhóm cơ này phát triển thì nên giới hạn volume các nhóm cơ khác, đặc biệt là cơ ở mặt lưng, để tránh không hồi phục kịp. Còn với những người mới thì xô của họ khá nhạy với kích thích từ việc tập tạ, nhưng cảm nhận cơ lại chưa tốt nên cần tìm những bài tập giúp cảm nhận cơ xô hoặc tập các bài kích hoạt trước khi vào set chính. Cuối cùng thì mình cũng muốn làm rõ rằng dù các bài tập trên dùng để tấn công các sợi cơ xô dưới, nhưng sự khác biệt trong kích hoạt giữa xô trên và dưới là không cao và mục tiêu chính vẫn là cảm nhận toàn bộ cơ xô. Nếu bạn chăm chỉ theo các hướng dẫn trên tầm 1 đến 2 năm thì may ra mới thấy được độ dày của cơ xô dưới một cách đáng kể. Với các bạn có nhu cầu đăng ký tập luyện online, offline cũng như mua sách chỉ dẫn về cơ bắp 13 tuần giảm mỡ thì có thể liên hệ qua fanpage Small Gym, Instagram là small.gym. Còn bây giờ thì bye bye.